Trong khoảng gần một tháng vừa qua, có một trend đang rất nổi mà bất cứ một tờ báo mặt ngoài xã hội nào mở ra mọi người cũng đều thấy bàn luận tưng bừng, đó chính là trend AI, Artificial Intelligence, hay trí tuệ nhân tạo. Thuật ngữ AI không phải mới bây giờ mới xuất hiện, mà nó đã xuất hiện từ vài chục năm về trước, nhất là trong các bộ phim khoa học viễn tưởng như Terminator. Khoảng 5-6 năm trở lại đây, khi lĩnh vực Big Data, Blockchain bùng nổ, AI cũng giúp con người chọn lọc ra những thông tin cần thiết. Nhưng tại sao đùng một cái AI lại nổi lên như cồn như vậy? Ở góc nhìn một người làm trong lĩnh vực tài chính và truyền thông, mình có thể đưa ra các lý do vì sao trend AI này lại đột nhiên nổi lên mạnh mẽ như vậy. Về mặt truyền thông, đối với các tập đoàn công nghệ lớn, đây là một cách hay ho để họ thông báo cho thế giới rằng họ sẽ cực kỳ quan tâm nghiêm túc đến công nghệ này và sẵn sàng mang nó đến bất kỳ người dùng thông thường nào. Các bạn hãy nhớ lại, trước đây khi chưa có trend chat GPT, chỉ có những chuyên gia, những người thuộc giới elite trong ngành mới có cơ hội tiếp xúc với loại công nghệ này. Còn người thường như chúng ta có mấy ai mà được dùng thử đâu. Điều này cũng giống như trend Metaverse hồi giữa năm 2021. Để quảng bá cho trào lưu này, Facebook đã sẵn sàng đổi luôn tên công ty thành Meta để cho thế giới biết rằng gã khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ này đã bước chân vào nghiên cứu lĩnh vực Metaverse. Đối với báo chí thì cần có người đọc, và trend AI chính là một cơ hội để giúp họ có một chủ đề cực kỳ thu hút người dùng, thôi thúc họ click vào đọc những bài tin. Thậm chí, nếu chưa đủ, họ còn phải tạo ra những chủ đề gây tranh cãi như AI liệu có tước đi nghĩa vụ thiêng liêng của người thầy, góp phần tăng số lượng click và người dùng ở lại trong các bản tin của họ, một chỉ số đo lường rất tốt cho truyền thông. Về mặt tài chính, nếu các bạn ở trong lĩnh vực tài chính chắc mọi người cũng sẽ hiểu, tin tức là một công cụ giúp hợp thức hóa đường giá. Các bạn có biết sau khi Microsoft mua lại cổ phần của công ty OpenAI, đây là công ty đã tạo ra ứng dụng chat GPT và đẩy truyền thông ra ngoài. Điều này đã giúp cổ phiếu Microsoft tăng hơn 20% từ đầu tháng 1 đến giờ. Còn trong thị trường cryptocurrency, các token làm về lĩnh vực AI, Big Data đã có những màn tăng trưởng thần tốc từ 30 đến 600% trong một tháng. Vâng, các bạn không nghe lầm đâu, chỉ trong một tháng có những token đã tăng giá hơn 600%, tức là nhân 7 lần đấy. Điều này giúp cho những trader, những market maker và những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kiếm được khối tiền. Nghe truyền thông lẫn bạn bè tung hô là vậy, nhưng các bạn đã thử trải nghiệm trend AI này chưa? Các bạn có biết, ngoài ứng dụng ChatGPT của công ty OpenAI, chỉ đơn thuần làm về lĩnh vực trả lời câu hỏi bằng cách chat, thì còn có các dự án AI khác làm về lĩnh vực đồ họa, dựng phim. Cảm giác sau khi dùng thử chúng đối với mình là tuyệt vời, còn dùng theo ngôn ngữ mạng xã hội là vi diệu. Bạn có biết những hình thumbnail của video clip trong tập 1 và tập này là do con bot Midjourney bot vẽ ra không? Và các bạn có biết cái hay của nó là gì không? Bạn chỉ cần nêu ý tưởng, ví dụ AI versus human hay fire just respond with fire. Nó sẽ cho bạn 4 phong cách vẽ hình. Từ những phong cách này, bạn chọn ra cái mẫu mà bạn ưng ý nhất, rồi tiếp tục kêu con bot này vẽ tiếp những ý tưởng mà bạn muốn thực hiện trên bức hình, giống như hình minh họa trong clip. Đặc biệt, các bạn có thể yêu cầu hàng chục, hàng trăm lần mà không gặp bất kỳ lời phàn nàn nào từ nhà thiết kế. Có chăng là mất thêm đôi chút thời gian mỗi lần nhận yêu cầu mới mà thôi, cao lắm cũng chỉ khoảng 1 phút. Hãy tưởng tượng, nếu bạn yêu cầu và chỉnh sửa liên tục một bức ảnh đối với một graphic designer, thì chắc chắn bạn sẽ nhận được một cái nhìn bực dọc hoặc là một lời từ chối thẳng thừng từ nhà thiết kế. Cũng đúng thôi, nếu là một nhà thiết kế thật, ai rảnh mà ngồi đi sửa ly sửa lại cái ý tưởng cho bạn hàng chục lần như thế. Chúng ta có cần lo lắng với sự trỗi dậy của AI? Với quan điểm của mình, rõ ràng là có, nhưng không phải theo kiểu chống đối, tận diệt nó, mà hãy tìm cách sống chung, hòa nhập, phát triển nó như kiểu cộng sinh. Các bạn có biết hồi Henry Ford chế ra thành công xe hơi, những người chuyên đi xe ngựa, những nhà buôn ngựa, những người làm trong lĩnh vực đường sắt đã tìm cách chế giễu ông, rằng ai mà thèm đi trên cái cổ xe chậm chạp mà cà tàn nữa chứ. Rồi khi qua thêm vài mẫu thử nghiệm khác, ông bắt đầu có những thành tựu nhất định. Những người chế giễu ông đâm ra lo sợ và tìm cách chống lại sự phát triển của loại phương tiện này. Và kết quả ra sao thì mọi người biết rồi đó. Loại phương tiện này đã có những bước phát triển thần tốc cho đến ngày nay. Thời bây giờ, mấy ai mà còn dùng xe ngựa để di chuyển nữa chứ. Vấn đề của xe ngựa là
nó không mang lại nhiều ngành phụ trợ giúp phát triển đa lĩnh vực như khi xe hơi ra đời. Từ khi có xe hơi, từ những con đường đất người ta chế ra đường nhựa, con người không phải chịu cảnh lội bùn ngoài đường mỗi khi trời mưa. Nó giúp con người nâng cao được đời sống vật chất tinh thần hơn. Các ngành công nghiệp, đặc biệt là về dầu mỏ, phát triển rực rỡ sau sự kiện đó và tạo ra vị tỷ phú khét tiếng thời bấy giờ, chính là Rockefeller. Gần đây hơn, chúng ta có Internet. Bây giờ, hãy thử quay về những năm đầu thập niên 90. Bạn thử nói với mọi người xem, 25 năm nữa, người ta toàn mua đồ trên mạng. Băng VHS sẽ tuyệt chủng, chứ chưa nói đến đĩa CD và DVD tuyệt chủng nữa nha. Vì mọi người toàn xem phim trên mạng. Nghe điện thoại bây giờ là bình thường rồi. Người ta còn có thể video call với nhau ở mọi lúc mọi nơi với hình ảnh sắc nét gấp hàng chục lần so với băng VHS hiện tại. Chắc hẳn nhiều người lúc đó sẽ nghĩ bạn bị điên, tìm cách chế giễu bạn. Làm sao mà một cái mạng lèo tèo tốc độ vài kilobyte một giây, tải trang web có vài chữ mà còn ì ạch, kết nối dial-up cực kỳ lâu và mất tiền, thì ai mà thèm sử dụng cơ chứ? Còn bây giờ, khi hạ tầng công nghệ đã đủ tốt, các ứng dụng trên Internet đủ nhiều, thì các bạn thấy Internet đã mang lại điều gì cho chúng ta rồi chứ? Việc của chúng ta bây giờ là hãy tìm cách hòa nhập với AI. Nếu bạn làm trong những lĩnh vực mà AI có thể đe dọa đến vị trí của bạn trong 5 đến 10 năm tới, như chăm sóc khách hàng, graphic designer, dựng phim, viết kịch bản, thì hãy học hỏi thêm, tìm hiểu thêm những kỹ năng khác giúp bạn có thể vừa tận dụng được sức mạnh của những con AI này, vừa giúp bạn có thể kiếm được tiền trong lĩnh vực đó. Việc đó là gì thì mình chưa biết, bởi vì có quá nhiều lĩnh vực không phải là chuyên môn của mình. Nhưng ấy, học hỏi, tìm tòi, đào xới, cái khó ló cái khôn, cứ kiên trì, kết quả tự nhiên sẽ xuất hiện thôi. Hoặc mang một tư duy khác, đó là bước khỏi vùng an toàn, nhưng đó lại là một câu chuyện khác mà mình sẽ nói đến ở trong những tập sau. Khi mình tham gia một khóa học về cryptocurrency, có một bạn học viên đã hỏi giảng viên mình một câu đại loại như thế này: công nghệ blockchain có giúp được gì cho AI chăng? Và mình hoàn toàn bất ngờ với những thông tin mà vị giảng viên đã trả lời, bởi vì nó nằm ở một khía cạnh mà mình chưa từng nghĩ đến trong đời. Vị giảng viên đã trả lời đại loại rằng AI nó là một cái máy học. Sở dĩ những năm đầu thế kỷ 21 AI chưa phát triển mạnh mẽ được như ngày nay là vì lượng dữ liệu của Internet chưa đủ nhiều và phong phú như ngày nay để một cái máy học có thể học nhiều và đa dạng ngành nghề như hiện tại. Vì thế, Big Data rất quan trọng, đó là nguồn tri thức để dạy cho những con AI này. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó thay đổi những thông tin có trong Big Data? Nói đơn giản, nếu bây giờ bạn thay đổi tham số đầu vào 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, người quản lý server sửa lại thành 1 cộng 1 bằng 3, 2 cộng 2 bằng 6, thì kết quả con AI nó sẽ được học như thế. Đó chính là hạn chế của AI trong thời điểm hiện tại. Tức là nó chỉ học được thông qua một cơ sở dữ liệu được kiểm soát bởi một công ty hoặc một chính phủ nào đó. Công nghệ blockchain nó có yếu tố công khai, minh bạch. Nếu ai đó muốn sửa đổi gì đó thì phải nạp thêm cấp thông tin mới, và các thông tin đó phải được biểu quyết bởi mọi người thông qua cơ chế đồng thuận. Không một chính phủ, không một công ty nào có thể tự ý sửa đổi những thông tin trong bản ghi đó. Một nhân vật nổi tiếng trong làng cryptocurrency của Việt Nam có nói: khi mà AI vẫn chỉ học từ một cơ sở dữ liệu tập trung thì nó chỉ như học trong một cái bình thủy tinh được đóng kín mà thôi. Mình xin tạm dừng video tại đây. Nếu các bạn có thêm thắc mắc hay đề nghị làm thêm video về chủ đề gì tiếp theo, hãy đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy bấm một nút like và chia sẻ nó đến cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.